chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Huỳnh. Thì hôm nay mình có một chuyến đi chơi ở Đồng Tháp. Thì bây giờ mình đã tới Đồng Tháp rồi. Và mình đang chờ bạn mình tới chở. Đây Đồng Tháp này. Đó. Chỗ mình đang đứng là gọi là cái tàu ở Châu Thành. Đó, cách xe đét cũng khoảng 15 phút là mình sẽ tới xe đét. Bạn mình ở đây nên mình xuống ngay đây luôn. Để ngựa ha. Đi bạn mình tới. Xuống đỡ. Đéo nhạo nữa rồi. Khốn rồi. Suy nghĩ nó xui. Tại là mình đang tới lò chuột mọi người. Chuột không hay không? Này mình sẽ ăn món chuột. Không, ăn ký được rồi. Ăn ký được. Còn như vậy. Về là chuột mới làm luôn nè, làm nè, làm rồi nè. Cơm hả? Đi đây đó. Cơm, cơm hả? Ừ. À, đi được. Cơm hả? Có gì đâu, nó bự rồi đó. Hồ to chứ. Cơm mà mình vút ruột, mình lọc ra, mình chặt luôn rồi nó làm cái gì nó bự rồi. Chỉ là phải lên chụp đến cái mấy chụp hả? Ôi, nó đen. Nó bự quá. Ta nuôi chuột rồi ta làm luôn mọi người. Cái này thì mình đã mua làm, ta làm sẵn rồi mình tới mình lấy thôi. Mấy con chuột đồng thì nó sẽ ăn lúa, ăn cây này kia, nhưng mà chuột cơm thì nó ăn lúa nữa, nhưng mà nó ăn mấy cái trái cây khác nhiều hơn mấy con chuột đồng. Thì chuột cơm thì khó bắt hơn. Ủa nó ở đâu? Nó cũng ở đồng, ở xung quanh vườn này kia đó, người ta phải đặt bẫy nữa. Khôn hơn đúng không? Ừ. Mà nếu mà ăn chuột ngon thì phải ăn chuột dừa. Dừa để trên cây dừa. Đúng rồi, nó ăn mấy cái củ dừa, mọng dừa đó đó. Nó mập lù à. Vậy là cái đặc điểm là sớm này đồ uống cứ ra nhậu mà nhậu ấy. Cháu làm nó dẫn mình đi ăn giờ nó nghỉ rồi. Đổi gì kệ á. À, giờ có chỗ khác. Khi mà họ làm á là còn gan luôn đó, lẽ mình ăn được gan ở trong một số bộ phận nội tạng luôn á. Khi nghiệp chuột này là chuột cơm rất là mập, khá mập chứ không phải quá mập. Xem cái món chuột nướng thì bây giờ thì mình đã ăn ở nhà xong rồi, thì mình có để ở nhà mình chơi một xíu. Và bây giờ là khoảng 4:30 chiều thì hôm nay thì trời hơi mưa,
nên cảnh trí hơi tối, và bạn của mình đã dẫn mình đi tới một cái quán gọi là quán ven sông, đúng không? Đây. Rất là khá là hay. Ở quê mình thì cũng có nước nhưng mà không có nhiều bằng như thế này. Thì ở bên kia là mấy cái nhà bên sông nè. Đây cái nhà này cũng vậy thôi. Mình đi ăn sớm để lát nữa mình có công chuyện đi tiếp. Thì hiện tại là Quốc mình ăn cái món gà xả ớt. Đây là chuối sống nè. Rồi một số loại rau cực kỳ hấp dẫn. Mỗi lần đi mà mình đi xuống miền Tây quê hương nữa là mình ăn mấy món này. Đây là bạn Lịch, hiện tại là chuyên viên nhà nước, phải không? Cái này là mình chấm cho mình ăn thôi đúng không? Cách thức ăn là mình cứ lấy cái rau rồi mình bỏ mình chấm vô cho nó hơi sầu sầu chút là mình ăn thôi. Sa Đéc này thì nó nhỏ nhưng mà nó rất là sầm uất, rất là đẹp. Bên tay trái nè, bên tay trái là hai cái kiến trúc mà chùa cổ của người Hoa từ trước năm 75 tới giờ. Tiếp tục là bên tay trái luôn thì đây cũng là một trong những căn nhà cổ, chưa là hơi nhỏ thôi. Thì ở đây là ủy ban dân phường 1 thì cũng là kiến trúc nhà cổ. Ở đây là thất phủ đi hậu cung, một trong những ngôi chùa đẹp nhất của Sa Đéc. Các bạn có cơ hội ở đây hỏi người dân chỉ mình là đi liền. Đây kia có cái cầu nhỏ này. Đây gọi là cầu sắt. Này nó sẽ dẫn lên cái cầu sắt thật sự luôn, là bằng sắt luôn. Giờ mình chạy đi ăn hủ tiếu phải không? Tại vì sắp tới là đại lễ Phật đản Vây Sắc, cho nên là bây giờ có rất là nhiều xe đang làm. Thì đây gọi là chùa Hương, thực tế nó là chùa Hương nhưng mà ở đây người dân người ta gọi là chùa Hai Con Voi. Hấp dẫn không? Phải hấp dẫn, quá hấp dẫn. Rồi vô dứt hàng ơi. Cái gì vậy? Cắp. Đây có hiện khô hay là nước? Khô. Hai cái tiếng khô, xương ống. Quán này mở bao lâu rồi? Dạ biết cái này là nhờ tôi dẫn tôi đi ăn đâu. Các bạn thấy xương không? Phải là bằng bàn ngón tay mình hả? Khô này là nhiêu? Khoảng một khô một tiếng là xương là khoảng 30 nghìn. Tôi là mình ăn bằng dĩa. Bình thường thấy thôi nhưng mà ở đây ăn bằng dĩa. Đây ăn dĩa. Cô lại ăn dĩa, ba chiếc ăn dĩa thôi. Thank you.
Thiên Hậu Cung đó. Đi vô mình tham quan, mình cũng đã đi qua ngôi chùa này 2-3 lần rồi, nhưng mà hôm nay thì mình mới có cơ hội mình vô. Rất là đẹp. Thì có cái sự tích gì xung quanh cái ngôi chùa này không? Tích thì không biết, nhưng mà cái chùa này là theo cái là truyền thống cũng như là thiết kế của người Hoa từ xưa, lúc mà ở đây người Hoa người ta kêu là gì ta, kiến tường, lúc trước là tỉnh Kiến Tường, về sau thì Kiến Tường bây giờ gọi là Đồng Tháp, nhưng mà lúc trước người ta chỉ kêu Sa Đéc là Kiến Tường. Thì Sa Đéc thì gắn liền với sự tích, là không phải sự tích mà nghĩa là gắn liền với một cái tiểu thuyết là người tình, tại vì lúc trước Sa Đéc là của Pháp thuộc, thì chữ Sa Đéc không phải là chữ Sa rồi chữ Đờ rồi Đéc, mà thực tế Sa Đéc là chữ S A rồi D rồi E rồi K, Sa Đéc theo cách gọi của người Pháp, người ta gọi riêng thành ra là Sa Đéc. Phiên qua tiếng Việt là chữ C. Thì cái ngôi chùa này thì mình thấy giống với cái ngôi chùa ở quận 5. Rất giống với ngôi chùa quận 5. Thì kiến trúc ở trên là nhang, rồi ở trước này vô là thấy cái một cái chỗ này thờ, xong mình đi vô xíu nữa thì cũng thấy thờ tiếp. Nhưng cái ngôi chùa này thì nhỏ hơn ngôi chùa bên quận 5. À, cái đặc điểm của những ngôi chùa người Hoa là mình thấy ở trên này là những cái nhang xoắn á, đốt. Rất là đẹp đúng không? Và ngôi chùa này mới được trùng tu lại nên nhìn nó khá là mới. Và mình thì không có rành lắm, nên những ai mà người dân địa phương ở đây á, thì các bạn muốn nghe những sự tích á, thì bạn vào chùa các bạn ngồi nghe những cái sự tích của những người lớn kể nó hay. Đó. Đã qua cho bạn xem về cái chùa mình tới, mình giới thiệu cho mọi người, nếu mà có cơ hội thì hãy tới đó xem. Và bây giờ thì hiện tại là khoảng 9:15, mình đang đợi xe để mình đi về Sài Gòn, và từ Sài Gòn mình sẽ tiếp tục đi trở lại. Thì cảm ơn mọi người đã xem những video của mình và cái video ở Đồng Tháp. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.